Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Quynh Vlog. Thì buổi sáng ngày hôm nay là thứ hai, ngày 29 tháng 4. Em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây cô chú là cũng có hai cái bài viết của bên phía kênh cô chú anh chị. Thì cũng công kích chị Ni rất là nhiều nha cô chú. Thì sau khi mà hai cái bài viết của bên phía kênh lên công kích chị Ni và thách thức chị Ni á cô chú anh chị, thì ngay lập tức là chị Ni cũng có đăng tải một cái bài viết là đáp trả nha cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là hiện tại bây giờ là chị Ni đang ở bên Mã Lai nha cô chú. Thì hai cái bài viết của cái bên phía kênh á là nói về chị Hồ Tiên là hiện tại là cũng đang là thách thức chị Ni nha cô chú. Thì hai cái bài viết đây cô chú anh chị là em cũng xin phép là được đọc luôn nha cô chú. Qua Mã Lai là im hả, kỳ vậy đó, ngộ lắm bay ơi. Hồ Tiền treo thưởng cho ai biết địa chỉ của con Ni đang ở tại Mã Lai, cho 10k Mã Lai bằng hơn 50 triệu Việt Nam. Liền tay chỉ muốn gặp Linh Đồ uống cà phê mà sao tốn kém quá. Hứa giữ bí mật cho người, cho địa chỉ. Đó cô chú, rồi ở dưới này là cũng có một cái nick của người có cái nick là Thái Minh nha cô chú. Rồi cũng nói về chị Ni. Mày còn sống chưa ngấm thì cũng lên cái xăm tút chứ, im im vậy không phải phong cách của mày nha. Ni nói gì cho mọi người biết đi, chứ thương mày quá, lo cho mày quá nè Ni. Đó cô chú, thì hai cái bài viết này là ở bên nhóm kênh thì nó công kích chị Ni nha cô chú. Thì đây là cái bài viết của chị Ni là viết đáp trả là cách đây 56 phút nha cô chú anh chị, là em cũng xin phép là được đọc luôn. Ai lấy 10k của nó em cho nè, khiêng con tiền nổ quay địa chỉ chính ngôi nhà nó đang ở, không được dẫn đi vòng Ni tới nhà uống cà phê tại nhà nó. Còn địa chỉ nhà Ni nó có mà nó thích xà vần, vương tử không được khóc nhè nè. Tao nhắn tin cho thằng Sam đen mày tới mà điện thoại cho chồng mày im ru, bót nó luôn là sao tiền nổ. Nếu hôm nay mày ngon phải đi ra ngoài, đừng livestream ở trong nhà, livestream trực tiếp ngoài đường. Địa chỉ đâu tao tới, tao không tới là mày biết tao không còn mặt mũi để mà ăn nói với cộng đồng mạng rồi. Quậy đi nha, chứ không đôi co qua lại mệt, là nói một là một, đừng như em tử cung nói một đằng làm một nẻo, kêu tao livestream xong bể qua kèo khác nghĩ mà chán. Đó, nó muốn gặp Ni uống cà phê chứ Ni không có dấu hiệu ham nó gì nha. Nó chị đại làm sao Ni ham, mục đích để gặp uống cà phê là chính. Cảm ơn món quà 10k làm từ thiện hôm nay trước. Đó cô chú, thì vừa rồi là chị Ni cũng có chia sẻ một cái bài viết là nói về cái chị Hồ Tiền của chú anh chị, và cũng có là dính líu đến cái anh thám tử cung nha cô chú. Thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là trong cái lúc trước á, thì cái chị Hồ Tiền này là cũng thường xuyên ở bên Mã Lai á cô chú, rồi livestream lên rồi thách thức chị Ni, nói rằng chị Ni không dám qua Mã Lai, nếu mà chị Ni qua được bên Mã Lai á cô chú là chị Hồ Tiền này cái hồi lúc trước á, là nói sẽ tặng cho 5 cuốn sổ đỏ của chú anh chị. Nhưng mà cái chị Hồ Tiền này là chỉ nói bằng cái miệng thôi cô chú, chứ sau khi mà chị Ni á, lên tiếng là chị Hồ Tiền này bắt đầu là lên like rồi khắp cửa nha cô chú. Rồi từ cái ngày đó đến ngày hôm nay tự nhiên là xuất hiện lại cô chú anh chị. Đó thì không biết rằng á, là vừa rồi là chị Ni cũng đã là lên tiếng rồi là xin thắng cái địa chỉ nhà của chị Hồ Tiền này á, là đỡ là chị Ni đến nhà luôn cô chú anh chị, chứ không cần mà cái chị Hồ Tiền này vòng qua nói tam vắt rồi cứ bê lái những cái sự việc nó không đúng cô chú, giống ở cái anh thám tử cung này cô chú anh chị. Đó thì nói đến cái anh thám tử cung là cô chú anh chị cũng được biết
là trong những ngày vừa rồi cô chú, là cái anh thám tử cung này là thường xuyên đăng tải những cái video lên, rồi bẻ lái sự thật, rồi nói rằng là tìm ra mẹ ruột hay là cha ruột của chị Loan đồ này kia các kiểu luôn cô chú. Đó, chị Loan rất là hiền á cô chú anh chị, chứ nếu mà gặp như ai á là có thể là kiện cái ăn thám tử cung này được cô chú. Tại vì ông thám tử cung này vu khống cô chú, cái chuyện á của chị Loan mà ông thám tử cung này phải nói rằng á là ông đâu có biết cái gì đâu cô chú anh chị, chẳng qua là ông cũng là một người làm YouTube như mấy anh em của tụi em thôi cô chú. Rồi bước vào cái drama của chị Loan là đỡ kiếm like, kiếm view, rồi kiếm tiền thôi cô chú anh chị, chứ đâu có cái gì đâu. Rồi lợi dụng cái thương hiệu, cái shop ăn vặt của chị Loan nè, rồi hỏi chị Loan đỡ bỏ cái mặt hàng vào đỡ bán đó cô chú. Thì cái hồi trước là em cũng được biết là bán cái loại trà bông đó cô chú. Đó thì cũng được các cô chú anh chị cũng đến nhà chị Loan số 5 Đồng Thị Điểm này, rồi mua cái món hàng đó ủng hộ rất là nhiều. Cho nên là ông đem cái, tiếp tục là ông đem cái lòng tham nữa nha cô chú. Là ông gặp chị Loan là ông nói chị Loan là cho ông bỏ thêm một cái mặt hàng, đó là mặt ăn vào nữa nha cô chú. Thì sau khi mà chị Loan là thấy cái ông này là ông ăn đờn rồi cô chú anh chị, mới bàn bạc lại với chị Ni. Thì hai chị em là không chịu, là bắt đầu từ đó là ông thám tử cung này là gây cái lòng thù hận đó cô chú. Rồi quay xe là buông những cái lời nói sai sự thật, dẫn dắt cộng đồng mạng đi sai lệch cô chú. Đến nỗi mà chị luật sư Tuyết Ngọc á, là cách đây 3 ngày cô chú anh chị Ni cũng rất là bức xúc, chị luật sư Tuyết Ngọc cũng rất là bức xúc, cho nên á, là cũng có lên một cái bài viết nói về cái bộ ba Tam Sơn luôn á cô chú. Thì ở dưới này cô chú là cũng có những cái comment bình luận của các anh chị khán giả, thì em cũng xin phép là được đọc luôn cô chú. Sao bọn này nó khói múa quả mồm không vậy, tối ngày lên livestream nói xấu hạ bệ danh dự người ta, người ta chứng minh lại thì bé kèo quay xe qua chuyện khác, còn lên livestream cưng hô chị Đại bỏ tiền kiếm địa chỉ chị Ni uống cà phê, đến chị Ni tìm lại thì trốn mất xác, vậy là sao đó cô chú. Thì nói chung á chị Ni á cô chú anh chị, thì tụi em là quay trước nhà chị Loan nè là cũng hơn một năm rồi cô chú. Thì cái tánh tình của chị Ni như thế nào á là mấy anh em của tụi em đều biết nha cô chú. Chị Ni một khi mà chị Ni lên tiếng á cô chú thì chị Ni sẽ làm nha cô chú anh chị, chứ không phải là như cái chị Hồ Tiên rồi cái hồi đợt trước là thách thức chị Ni là nếu mà qua được bên Mã Lai sẽ tặng 5 cái số đó đất và nhà cô chú, nhưng mà chị nói cái mỏm thôi. Còn cái anh thám tử cung cũng vậy cô chú anh chị. Đó, hiện tại bây giờ là cái viên cái bên đó là cấu kết lẫn nhau thêm cái bà mì xào nữa nha cô chú anh chị. Đó thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị cũng được biết là cái nhóm đó là sau khi là quay xe là bắt đầu tập trung lại hết một nhóm, là buông những cái lời lẽ không tốt để xúc phạm đến chị Loan và chị Ni rất là nhiều luôn nha cô chú. Đó thì buổi sáng ngày hôm nay là em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết. Dạ thôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.